Hai các bạn, vậy là cái khí hậu lạnh nó lại đến Houston nữa rồi. Thì trong 2 ngày tới nữa, nhiệt độ sẽ xuống thấp tầm khoảng 40 độ, cũng như là tầm khoảng 5, 6, 7 độ C. Thì trước đó một ngày, mình với ông xã đã ra ngoài cái greenhouse để mà đóng lại những cái bức tường xung quanh greenhouse, mà vào mùa hè nhà mình tháo những cái bức tường trong này ra để cho cái greenhouse nó không bị nóng, cũng như cho cái khí hậu nó thông thoáng hơn. Đó thì bây giờ nhìn vào dự báo thời tiết thì trước đó 2 ngày chứ, hai vợ chồng mình đã đi ra ngoài bắt đầu mang những cái tấm tường trong này ra và tiến hành cái việc lắp ghép những cái vách tường này lên lại để chuẩn bị cho những ngày lạnh sắp tới. Các bạn biết không, ở Houston nó cực một cái là cái khí hậu nó cứ lên thì lên, xuống thì xuống, cứ ngày xuống ngày lên, nó thất thường như vậy á các bạn, chứ không phải là nó xuống là nó xuống luôn, rồi nó lên là nó lên luôn. Thành ra cũng hơi cực cho những người yêu trồng cây giống như nhà mình vậy. Bây giờ là nhà mình chuẩn bị đóng tất cả các vách tường này lại, kín mít cái greenhouse luôn, mặc dù là dự báo thời tiết cho thấy là lạnh xuống thất thường chỉ tầm khoảng 4 ngày thôi. Sau 4 ngày đó thì nhiệt độ nó sẽ lên lại, nhưng mà thôi, đến thời điểm này là cũng tháng 11 rồi, thành ra là coi như là mình đóng cái greenhouse này lại luôn. Còn những cái ngày mà cái khí hậu ấm trở lại á, thì mình sẽ mở những cái cửa sổ màu trắng, cũng như các bạn thấy đó, cũng như là cái cửa chính. Nói chung nó lên nó cũng không đến nỗi mà lên như mùa hè, nhưng mà nó sẽ ấm hơn rất nhiều. Thì mình sẽ tận dụng những cái ngày mà gọi là nắng ấm sắp tới á, thì những cái cây trong greenhouse của mình vẫn tiếp tục phát triển, cũng như là mình muốn gieo thêm rau cải hoặc là trồng dưa leo mà để ăn vào mùa đông á, thì mình có thể để trong greenhouse này cho nó tiếp tục phát triển, thay vì để ở bên ngoài với cái nhiệt độ mát mát, thì các loại rau hoặc là dưa leo mà mình trồng từ hộp thì nó sẽ phát triển chậm hơn ở trong greenhouse. Mình thấy đúng như cái câu người ta nói á các bạn, cái khó ló cái khôn, chứ không lẽ bây giờ mình dựng cái greenhouse này lên, bây giờ trời lạnh xuống khoảng 5 bữa cái mình đóng tường lại, rồi không lẽ khí hậu ấm xuống cái mình lại tháo tường ra. Mà các bạn biết không, cái việc mà tháo tường cũng như là gắn tường lại nó cũng cực lắm, chứ nó không phải là chuyện đơn giản. Thành ra thôi, mình cứ tận dụng cái khó đó để mà mình ló ra những cái ý, mình giống như nãy mình nói đó, mình có thể, thì vào mùa này mọi người không trồng được cây dưa leo hoặc là không có trồng được cây rau quế nữa, thì mình tận dụng cái những ngày nắng ấm á, trong cái greenhouse nó ấm hơn nhiều á, thì mình sẽ trồng những cây rau đó để mà mình phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của mình. Đó, và sau 2 ngày nhà mình đã đóng xong hết tất cả các vách tường cho cái greenhouse, và bây giờ là greenhouse hoàn toàn kín giống như là mùa đông năm vừa rồi các bạn. Thì trước khi mà mình cho những cái cây phía bên ngoài vào, thì mình sẽ quay để chia sẻ với các bạn những cái cây đang phát triển ở trong greenhouse của mình nha. Bởi vì những cái video mình chia sẻ vừa qua mình không có quay trong greenhouse thì nhiều cô bác anh chị em hỏi mình lắm. Đó thì trong những cái tháng vừa qua mà khi mình hoàn thành cái greenhouse á, thì đất mới nữa, thành ra là những cái cây mình trồng greenhouse nó cũng phát triển từ từ thôi các bạn, chưa có mạnh mẽ lắm để mà mình có thể cảm thấy yên tâm được. Đó thì đến thời điểm này nói chung là tạm ổn. Đó, đây là cây xoài Thái của mình nè. Đó, nguyên một cái thời gian mùa hè nó dành cho sự nghỉ ngơi cũng như là làm quen với môi trường mới á, thành ra đến thời điểm này khi mà mùa lạnh ập đến thì nó lại ra hoa. Ở phía bên đây là cây ổi ngon của mình, ổi Đài Loan á.
mình chiết cành đó các bạn, thì mình trồng xuống đất nè. Đó, hồi bữa ỉ y mùa hè 3 ngày không tí nước, nghĩ là không sao, cái nó héo lá hết trơn, tưởng chết hết hồn luôn, nhưng mà sau đó tưới nước lại thì bây giờ em bắt đầu dần ổn định và cũng đang ra hoa luôn. Đó, kế bên đây là cây mãng cầu, còn đây là chậu tầng dày lá. Thì tầng dày lá nhà mình sử dụng nhiều lắm mà nó rất là hay nha các bạn. Tầng dày lá này trị ho nè, trị cảm cho cả nhà mình rất là tốt luôn, thành ra mình sử dụng nó nhiều lắm. Vào tầm khoảng tháng 10 là mình bắt đầu mình ngắt cành, mình dăm giống như cái cành nhỏ các bạn thấy kế bên vậy đó. Nhưng mà bên cạnh đó những cái chậu nhỏ như thế này mình đem chậu và mình chôn xuống luôn. Thì khi mà mình chôn xuống như thế này á, thì nó sẽ phát triển. Mình có tầng lá dày mình ăn vào mùa đông và mùa xuân á, khi mà xong hết á, mình sẽ lấy cái chậu nó ra và ra ngoài trồng nó dễ dàng hơn. Đó, còn phía bên đây là mãng cầu dai Việt Nam. Nó ra hoa đợt 2 á, mình cũng muốn thụ phấn cho nó đậu trái, mà đợt 1 nó nhiều trái quá, mình không muốn nó mệt á, thành ra mình không thụ phấn và cuối cùng nó đậu được một trái các bạn. Còn phía bên đây là những cây mãng cầu từ hột nè. Đó, ở dưới thêm một cây tầng lá dày các bạn thấy không? Mình gắm rất là nhiều tầng lá dày ở trong greenhouse này để sử dụng cho nguyên mùa đông á các bạn. Mùa đông mình hoặc là những đứa nhỏ dễ bệnh lắm, thành ra là mình tranh thủ chỗ nào trống là mình gắm cái tầng lá dày xuống hết. Mình vừa sử dụng tầng lá dày để hãm nước trà uống nè, mà vừa để chế biến trong thức ăn như nấu canh chua á các bạn, bỏ vào nó rất là thơm, rất là ngon luôn. Và khi mà mình hãm mà trà uống với tầng lá dày không á, mình thấy nó hiệu quả vô cùng. Nó giúp mình không có ho nè, rồi trị cảm rất là nhanh luôn. Thành ra là bạn nào mà đến thời điểm này mà vẫn còn cây tầng lá dày sống thì các bạn tranh thủ đem vào nhà, hoặc là đem vào gara, hoặc là đem vào greenhouse giống như mình, để mình có tầng lá dày sử dụng vào mùa đông nha. Đó, cây xoài phía bên đây thêm một chùm hoa nữa. Ở dưới đây là những cái chậu cây rau quế. Rau quế thì cái này là mình vừa trồng cho mùa đông mà vừa trồng cho nó ra hoa ở trong greenhouse, bởi vì ở trong greenhouse khi mà đóng như vậy á thì ong bướm nó không có vào đây được. Nó thấy bích bùng á các bạn, thì có những cái chậu hoa rau quế nó quyến rũ ong bướm nhiều lắm, thành ra mình thử trồng coi, khi để biết đâu để một chậu có hoa ở đó thì ong bướm nó sẽ vào, nó thụ phấn cho cây xoài hoặc là cây nhãn của mình. Phía bên đây là chậu cây bưởi 65 gallon. Đó, ở trong đây những cây citrus như cam chanh quýt bưởi là mình bây giờ mình trồng ở trong greenhouse hết. Hai cây ở dưới đất và một và vài và nhiều cây khác mình trồng ở trong chậu lớn, mình để từng gốc greenhouse giống như các bạn mới thấy vậy đó. Đó, phía bên đây là cây xoài Thái nữa. Hồi bữa nó lên thẳng đột, nó không có tỉa nhánh, thành ra là mình mới vừa cắt ngang nó cho nó lùn xuống, và khi mình cắt ngang nó thì nó sẽ tỉa ra những cái nhánh tứ phía như này cho mình đó các bạn. Phía bên đây là cây mận điều nè. Không biết có nhiều người biết cây mận điều hay không, cái bông nó rất là đẹp và cái trái nó rất là đỏ luôn. Sẵn đây mình chia sẻ là khi mà mình cắt cành á, hay mình tỉa nhánh á các bạn, thì mình sử dụng cái loại này nè, mình mua ở trên Amazon để mà đặt lên cái vết mình mới vừa cắt á, giống như lấy cây mận điều này mình mới tỉa cái cành dưới đây các bạn thấy không? Nó giống như cây bánh răng vậy đó, mình xịt nó lên đó để giúp cho bảo vệ cái vết cắt của mình không có bị vi khuẩn tấn công cũng như không có bị bệnh đó các bạn. Cái này thì mình mua ở trên Amazon á, mình học hỏi từ một cái bạn bán cây mà mình thấy bạn làm á, thành ra là mình mua mình sử dụng. Phía bên đây là những cây mãng cầu của mình. Đây là cây mãng cầu sầu riêng. Đó, mãng cầu sầu riêng thì đem trong greenhouse trồng mấy tháng rồi, thành ra bây giờ ổn định đó, thành ra em phát triển cũng tốt lắm. Và nếu mà bạn nào quan tâm đến mua cây mãng cầu sầu riêng thì các bạn nhớ một điểm bắt buộc các bạn phải lưu ý là khi mà mình mua cây mãng cầu sầu riêng đó, thì cái lá của nó phải mọc tứ phía thì nó mới chính xác.
chuẩn giống là cây mãng cầu sầu riêng nha các bạn. Còn những cái cây mà mình không thấy nó mọc tứ phía thì đó không phải là giống cây mãng cầu sầu riêng. Đó, thì mãng cầu sầu riêng của mình bây giờ cũng ra được một trái. Các bạn thấy hình dáng cũng như gai nhọn của nó giống trái sầu riêng không? Thương dữ lắm. Ở phía đằng đây là cây mãng cầu. Ồ, mình nhìn cái nhiệt độ hiện tại trong greenhouse hôm nay của mình là 67 độ F, tương đương hình như cỡ 16-17 độ C ấy. Đó, còn đây là cây mãng cầu Lisa của mình nè, cũng đậu một trái luôn. Mà cái này mình lấy phấn của cái mãng cầu na dai, mình thụ phấn, thành ra không biết nó sẽ ra như thế nào đây. Đó. Phía bên đây là cây wood kishu. Rồi bên đây là cây cam taxet. Đó, những cái cây citrus là bây giờ trồng trong chậu lớn cho đứng ở trong greenhouse vĩnh viễn luôn, không có trồng ra ngoài như trước đây nữa. Phía bên đây là cây mãng cầu Úc 2. Không biết bị cái gì, nó rất là yếu luôn. Mình ráng chăm sóc tận tình cho nó rồi, không biết là nó có phát triển nổi hay không, chứ nó yếu quá mình cũng không biết làm sao nữa. Phía bên đây là cây mãng cầu đỏ, mãng cầu do thái đỏ. Nó cũng yếu nữa. Cái mình thấy khi mà mình làm đất mới ở trong greenhouse này, những cái tháng đầu mới làm rồi lại năm nay lại quá nóng các bạn, thành ra những cây trong greenhouse của mình nó phát triển không có được nhanh, không có được tốt như mọi năm, nên phải chờ thời gian ổn định dần dần thì các em mới bắt đầu thích nghi cũng như phát triển tốt được. Thành ra bây giờ mình phải kiên nhẫn mình chờ các bạn. Còn đây là cây lý, trời ơi, mới đầu mua cây lý mình tưởng nó giống như cây mận bình thường, rồi sao thấy cái cành nó càng ngày nó phát triển càng cao mà nó mềm xèo, và nó giống như dạng như là dây leo vậy đó các bạn. Các bạn thấy không, cái cành nó ủ rũ vậy đó, nên giờ không biết làm sao nữa. Ở dưới đất cũng như các bạn thấy á, rất là nhiều cây tầng lá dày mình gắm xuống, mình ghim cành xuống á, các bạn thấy không. Thành ra mùa đông có lạnh có bệnh thì cũng đỡ hồi hộp. Phía bên đây là cây mãng cầu sô-cô-la, trái mãng cầu màu nâu. Mình đã chia sẻ trước đây rồi đó. Cái đợt bão tuyết cũng mém chết, bây giờ cũng đang nuôi dưỡng em trở lại. Kế bên là cây xoài thái, keo sa vôi. Đó, thì cây xoài thái, keo sa vôi thì đang phát triển thôi, chưa bông, chưa trái gì hết. Kế bên nữa là cây quýt kishu. Đó, ở trong greenhouse này thì trồng dưới đất là mình trồng một cây quýt kishu với lại cây bưởi. Còn toàn bộ những cây khác thì mình trồng ở trong chậu bự và đứng gốc như thế này. Đây là cây chanh thái. Chanh thái lúc trước mình trồng ở ngoài đất phía bên ngoài á các bạn. Đó, bây giờ cho vào chậu đứng trong đây hả, em thích lắm, em phát triển rất là đã luôn. Đó, bây giờ bắt đầu bây giờ mùa đông đâu có sợ nữa. Trong greenhouse của mình là nói chung bây giờ bốn gốc là bốn cái cây cam chanh quýt bưởi đó, chưa kể là sát tường có những cây khác nữa cũng như cây quýt nhỏ này kia. Bây giờ xong rồi mình ra ngoài nha, ra ngoài mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cây mà mình chuẩn bị đem vào cái greenhouse đây. Ớt nè, đu đủ này, đu đủ lùng á, mới trồng sau này, hiện tại cũng đang ra bông mà chắc là sẽ bỏ hết trong cái mùa đông này, quá qua mùa xuân năm sau thì mình sẽ cho xuống đất. Đây là cây ổi, ổi mình chiết nhánh luôn á, một cây mình cho xuống đất ở trong greenhouse rồi, còn một cây này ở chậu nè, lát cũng phải đem vào greenhouse luôn. Kế bên là cây lá giang, lá giang năm nay chắc mình cho ở ngoài đây luôn, mình không có đem vào greenhouse nữa, bây giờ làm cái dàn cao quá rồi đâu có đem vào được nữa. Phía bên đây là cây quýt sumo. Quýt sumo nó phát triển chậm dã man luôn. Không phải là mình không chăm sóc nó tốt nha các bạn, mà loại cái giống này nó như vậy, nó chậm dữ lắm. Đó, một lát cũng phải kéo nó vào luôn. Ông xã mình kêu cho ai cho đi, tại vì nó chậm quá, nhưng mà mình thích, thành ra là ráng trồng.
phía khu vực này gần patio nè. Đó, một lát phải đem một đống này vô hết nè. Ớt, ớt quá trời chậu luôn. Ông xã mình nói em trồng ớt nhưng mà trồng nhiều dữ vậy, bây giờ đem vào greenhouse không biết chỗ đâu mà để, vừa ớt tím vừa ớt sần, chắc cũng gần 20 chậu á. Trên đây là cây ổi bữa trồng xuống đất á, mình bứng lên mình cho vào chậu đó. Đó, bây giờ cũng đang ra bông, một lát cũng đẩy vào những cái chậu này, đẩy hơi phê đây. Phía bên đây là những cây mãng cầu, hồi bữa mình mua bên chị Yến á. Đó, mấy chậu này một lát cũng đẩy vào greenhouse hết. Cái đợt này đẩy là cho nó vào đó luôn cho tới mùa xuân luôn á các bạn, chứ không có đem ra nữa. Mãng cầu tiếp tục nè, mãng cầu Úc với lại mãng cầu do thái xanh. Bây giờ đang ngại nhất là cái cây xoài cao to bự khổng lồ này nè, không biết làm sao đẩy nó vào, rồi không biết nó vừa chỗ nào nữa. Mai mốt chuẩn bị trồng nó xuống đất mà bây giờ nó bự quá, không biết làm sao mà bây giờ đang ra trái quá trời luôn, ra 3-4 chùm dĩa trên cây ấy các bạn, mê lắm. Nó không lẽ mùa đông không biết là có nên lặt trái cho nó dưỡng cây không, nhưng mà thấy tiếc á, thấy mê quá đó. Các bạn thấy nó cao không, chắc cỡ tầm 8 feet á. Kế bên đây là cây mãng cầu hoàng đế. Mãng cầu hoàng đế bữa trồng ở trong greenhouse nắng quá, nó chịu không nổi, nó gần chết hết hồn. Đào nó lên cho vào chậu, bây giờ nó khỏe đỡ hơn. Rồi cây hoa nguyệt quế nữa, phải đem vào greenhouse luôn. Mấy bữa nay lạnh quá không tưới cây cho nó, thành ra là có vẻ là đất nó hơi khô và cái cây nó cũng yếu xìu quá các bạn. Nhưng mà lạnh quá không dám tưới, để lát con lấy thử ca nước ấm tưới cho nó đỡ. Đó, rồi 2 chậu lá dứa này nữa, một lát cũng cho vào greenhouse luôn nè. Đây, phía bên đây là một rừng ớt sừng nè các bạn. Quá trời quá đất, chồng mình không hỏi trồng chi mà dữ gì. Đó, mình mới vừa làm chậu mới cho nó làm chậu nhỏ trồng lên chậu mới để thêm đất cho nó phát triển á. Một lát phải rinh hết cái đám này vô luôn nè. Kế bên là cây tía tô màu tím, mình đang để hột giống để năm sau trồng lại tía tô màu tím. Tía tô màu tím thì mình dùng để nấu nước uống thì nó tốt hơn tía tô nhật đó các bạn. Và đây đây là quá trình di chuyển những cái cây phía bên ngoài vào greenhouse của hai vợ chồng mình đây các bạn. Chắc hẳn là bạn nào mà nhà có vườn cây cũng như là yêu trồng cây cho giống như mình đó thì sẽ thấy những cái hình ảnh này rất là quen thuộc đối với các bạn phải không? Mùa đông thì lôi cây vô, mùa xuân thì lôi cây ra. Xong mà mùa đông trong quá trình mà lôi cây vào greenhouse, lôi cây vào gara, than mệt, than bệnh, nói mệt quá, nhìn quải quá, năm sau không có mua cây trồng nữa đâu, vậy đó, nói vậy đó, dữ lắm. Mà tới mùa xuân, bắt đầu khi mà Costco bán cây, nhà vườn bán cây lại hồ hởi đi mua thêm cây về để mà trồng thêm. Còn nếu mà bạn nào mà có những cái cây mà nó lỡ chết vào mùa đông cũng buồn bã, nó sẽ không bao giờ trồng nữa, nhất quyết nhất định đâu lại vào đó mùa xuân lại đi mua cây về thay thế cho cây vừa bị chết. Mà không những là thay vì một cây bị chết thì mua một cây không thôi, không phải vậy đâu, đi vô vườn cây phải mua về 3 cây 4 cây. Có nhiều chị á, nhắn tin cho mình cũng vui lắm. Nhiều chị mua cây mà mê cây quá, mua cây bị chồng mà khàm ràm rồi lại giấu chồng. Mua cây mà toàn nói là cây này á, chị A cho, chị B tặng, chứ cũng không dám nói mua. Nói chung vui lắm các bạn. Nhưng mà thôi, đam mê trồng cây thì phải chịu thôi. Mặc dù mùa đông thì cực như vậy, nhưng mà
vào mùa xuân, khi mà nhìn những cái cây của mình trồng, chăm sóc nâng niu, nó ra hoa, kết trái thì vui biết bao nhiêu, phải không các bạn? Mà niềm vui đó thì đâu phải dễ ai cũng có. Mà mình rõ ràng mình cảm nhận á, có cái niềm vui mà trồng cây ra hoa kết trái, nó giúp cho mình rất nhiều mỗi khi mình buồn chán, mình bệnh, hoặc là mình gặp cái chuyện gì stress á các bạn. Mình ra vườn, không biết các bạn có giống như mình không, nhìn những cái cây mà mình chăm sóc như vậy á, mình cũng cảm thấy cái cuộc sống nặng nề, cái những cái chuyện buồn, những cái chuyện stress nó giảm đi rất rất là nhiều luôn. Đặc biệt khi mà mình trồng cây ăn trái, cứ mỗi lần mà ăn cơm xong buổi trưa buổi chiều gì đó, thơm thèm ra đằng sau hái là có ăn liền nè. Đang nấu ăn, thiếu cọng hành chạy ra đằng sau hái, thiếu cọng rau chạy đằng sau ngắt, vui phải không các bạn? Và đây là quang cảnh toàn cái greenhouse sau khi mà mình với ông xã đã đưa tất cả các cây mà mình mong muốn bảo dưỡng cho nó vào mùa đông á, vào trong greenhouse hết rồi nè các bạn, thấy không? Bây giờ là đông vui lắm luôn, anh em năm châu bốn bể đều tụ họp nơi đây. Mình có cảm giác bây giờ là những cái cây này nó đang kiểu như mà đồng thanh nói party, party, party. Tức là mở tiệc ăn mừng đi, bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây rồi. Vui không các bạn? Vui dễ sợ luôn. Đó, hy vọng là các em đứng ở đây sẽ phát triển tươi tốt, khỏe mạnh xuyên suốt cả một mùa đông. Đó, năm nay nói chung là từ ngày có cái greenhouse này á, vợ chồng mình cũng đỡ hơn rất nhiều á. Chứ giống như mọi năm á là phải trùm thùng, trùm bạc, tùm lum tà la hết. Thì năm nay cứ ngỡ là năm nay là không có phải rinh cây nào vào luôn đó các bạn. Mà cũng như nãy mình nói đó, nhiều khi mình nghĩ như vậy nhưng mà đụng tới cái đam mê là nó đẻ ra tùm lum hết đó. Nghĩ là như vậy mà năm nay cũng như nãy giờ các bạn thấy đó, cũng có rất là nhiều cây cần phải di dời vào riêng sao giống như vậy đó. Nhưng mà đỡ khỏe hơn là mỗi năm phải leo thang trùm cột này kia, thì năm nay nó nhẹ hơn cũng nhiều. Đó, dưới đây các bạn thấy không, nguyên một hàng ớt sừng luôn, quá trời quá đất. Đó, mùa đông tha hồ mà ăn ớt tươi luôn. Năm nay là mùa đông, mùa xuân là ăn ớt tươi hết, không có ăn ớt đông đá như mọi năm nữa. Đó, cây ớt tím nè, cũng đang rầm rộ ra trái quá trời. Hồi nãy các bạn, lúc mà vào các bạn thấy một cái máy sưởi ở đầu cổng đó, thì đây thêm một cái máy sưởi ở phía cuối nữa, đều chạy bằng ga hết đó các bạn. Cây xoài khổng lồ cũng đã an vị tại đây. Đó, mang nó vào đây hả cũng yên tâm dễ sợ. Trái đó, mình thấy như vậy thôi chứ mình thấy trái mình vui, nhưng mà mình nghĩ trong đầu thôi, con đậu được trái nào thì đậu, không đậu thôi rụng hết cũng không sao hết, qua mùa xuân có trái lại cũng không sao. Đó, lúc đầu video mình quay trong greenhouse, các bạn thấy đi ung dung tự tại thoải mái không? Bây giờ xong hết rồi mình đi mình phải khép nép, bởi vì bây giờ cây nhiều quá đó, cây hoa người quế nè chịu lạnh giỏi lắm, thành ra để phía gần tường một chút xíu. Nói nãy giờ nói tưới nước ấm cho em mà mình quên, mình chưa làm nữa. Phía đây là những cây táo tàu. Đáng lẽ là cây táo tàu không có mang vào bởi vì nhiệt độ không có kiểu mà quá lạnh á, nhưng mà những cây này nó mới mua, nó còn nhỏ, chồng mình không an tâm nên cũng rinh vào greenhouse luôn. Còn ở dưới đây là một cái chậu, các bạn thấy hai cây con là mình trồng dưa leo á, dưa leo không hộp để ăn vào mùa đông á, để trong greenhouse cho nó phát triển nè. Ở dưới đây những cây táo tàu, chồng mình nói những cây táo tàu mình trồng dưới đất á thì rễ nó ăn sâu dưới đất thì nó không sao, còn cái này trong chậu sợ lạnh quá nó bị nó ảnh hưởng tới rễ, cây nó yếu các bạn, thành ra thôi mang nó vào luôn, còn chỗ thành ra mang nguyên một đám táo tàu nhà loại mới á, đem vào greenhouse hết luôn. Đó, cái cây tí tô mình muốn giữ giống á, tí tô tím á, mình cũng mang vào luôn. Đó, giờ đông vui ghê chưa, anh em bạn bè tụ họp đầy đủ.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!